Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bọn Sa Đa Huy tiếp tục gửi tới quý vị những cái thước phim tại triển lãm Hưng Yên 2023 quý vị nhé. Thì có rất nhiều những cái tác phẩm quý về đây, hơn 400 tác phẩm mà quý vị. Và những cái tác phẩm xanh nổi tiếng, si nổi tiếng, ruối nổi tiếng, Bọn Sa Đa Huy cũng đã ghi hình cho quý vị rồi. Và bên cạnh đó thì còn cây, những cây mai, cây nguyệt. Nói chung là đầy đủ các chủng loại đang có mặt ở triển lãm Hưng Yên. Và cái thước phim này Bọn Sa Đa Huy muốn gửi tới quý vị những cây tùng La Hán. Những cái tùng La Hán rất quý tại triển lãm Hưng Yên, cho quý vị yêu cây trên cả nước được chiêm ngưỡng. Để quý vị chiêm ngưỡng những cây tùng. Những cây tùng rất quý. Tùng quá đẹp quý vị ạ. Thế và những cái tùng này thì mấy đời người mới làm được cái tùng được quý vị nhé. Tùng làm rất lâu và tùng phát triển rất là chậm. Và để có những cái tác phẩm tùng này thì không đơn giản chút nào. Một cây tùng quý của các anh ở dưới Hải Dương, câu lạc bộ Thành Đông. Đông thì có quá nhiều những cây tùng quý, và đây chỉ là một trong những cái tác phẩm của các anh thôi. Có 5 anh em chơi cây nổi tiếng và ai cũng sở hữu những cái cây tùng quý. Và tiếp theo là cây tùng nữa quý vị ạ. Một cây tùng có cái khung chữ C rất là đẹp. Một cành phóng đẹp quá. Phần cồn tít quý vị ạ. Và tiếp theo là một cái cây tùng nữa, vẫn là câu lạc bộ Thành Đông, đó là anh Duy Sượt, Thánh Soi Duy Sượt đây. Đây là tác phẩm tùng rất quý của anh nữa. Cây có cái đường xoắn rất tự nhiên, thể hiện thời gian 5 tháng. Và cái nét xoắn đó thì quý vị hiểu là có cái tác động của bàn tay con người quý vị nhé. Thế vào cái tác phẩm đã ra như này. Và khác cùng câu lạc bộ. Ba cùng câu lạc bộ. 2 4 5 cây này là cùng câu lạc bộ. Cùng câu lạc bộ. Tác phẩm tùng đẹp quá của anh Duy Sượt. Đẳng cấp quá. Và các bác cũng đang cùng chiêm ngưỡng. Có cái điểm xoắn đó quý vị ạ, thì có bàn tay con người làm. Thế và làm, nhưng mà quý vị nhìn thấy già này thì quý vị biết là quá lâu rồi. Mà chân móng này, tùng mà có chân móng đẹp như này quý vị. Chân móng bổ bệ. Kinh khủng không bác? Quá đẹp thì bác nhỉ. Chân móng của nó thì còn cây đẹp. Chân móng của cái tùng đẹp thế này. Trường hợp này thì còn tùng còn cây đẹp. Nhiều tiền. Mua được ra của nó thì cây tùng rất là giá trị. Cái tùng này thì cũng phải hàng trăm năm tuổi mới có những cái tùng này. Trăm năm. Và tiếp theo Bọn Sa Đa Huy gửi tới một cái tác phẩm tùng to nhất triển lãm Hưng Yên. Cây này chiều cao 2m và cái bóng tàn từ mặt nọ mặt kia phải tầm 4m quý vị ạ, 4m hơn 4m. Để quý vị nhìn này trước mắt quý vị. Một cái tùng rất rất đẹp quý vị nhá. Đẹp nhất triển lãm Hưng Yên. Đẹp nhất triển lãm Hưng Yên. Và quý vị sẽ đến gần để chiêm ngưỡng tùng La Hán. Tác phẩm tùng nghênh khách của anh Trần Văn Cường. Ui dồi ôi, cây này cái giá trị quá quý vị ạ. Tác phẩm tùng đặc biệt xuất sắc. Và Bọn Sa Đa Huy được biết là tác phẩm tùng này ở miền Nam, anh vận chuyển từ miền Nam Lam ra. Bác ngắm bác thấy tác phẩm tùng này thế nào bác? Giữ được các cây này là cây quý. Cây như hôm vừa rồi gặp chú ngoài phục cư. Vâng.
Thì tác phẩm này theo bác đánh giá thì nếu mà so với cây tùng thì tác phẩm này tùng này thì bác thấy sao? Bác với anh thấy sao? Nhanh. Và quý vị chiêm ngưỡng này, tác phẩm tùng như thân đã dẹt hết rồi quý vị nhé. Cái bộ ba xe cổ của ông gì nhỉ, bình gì bình nhỉ chú quý nhỉ? Hôm hôm ở ngoài thuyền nằm phục cửa Minh Tiến đấy. Quý vị em một điều đặc biệt là có một em gái say mê cây tùng này. Em tên gì em? Em tên gì em? Em Hường, thành phố Ninh Nguyên. Tên Hường. Rồi em đang đứng trước cái tác phẩm này. Và khi mà em đứng trước cái tác phẩm này thì tác phẩm càng đẹp hơn. Đẹp quá này quý vị này. Em thấy tác phẩm này, cái tác phẩm nghệ thuật ở đây em cảm thấy rất là vui mừng vì là ở Ninh Nguyên đã tổ chức được những cuộc triển lãm có quy mô lớn như thế này, như là điều rất là tuyệt vời. Không những là người dân Hưng Yên mà tất cả mọi nơi cũng có thể đến đây để được thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời của các nghệ nhân. Cảm ơn em. Đến với triển lãm. Đây cũng là một cái cột mốc lịch sử đấy. Bởi chắc là chưa bao giờ Hưng Yên làm mấy cái cuộc triển lãm lớn này em nhỉ? Em thì thấy mỗi lần mà có một cuộc triển lãm như này có tổ chức kéo dài đến nửa tháng ấy, nhưng mà mọi người đến xem hàng ngày đều đến xem rất là đông. Đấy là cũng là một điều mà các nghệ nhân cũng rất là cảm thấy là thích thú, hài lòng, bởi vì là cái tác phẩm nghệ thuật mà mình luôn luôn là chăm bón dày công vun đắp như là cây la hán tùng này thì được khán giả chiêm ngưỡng, thì đó cũng chính là cái điều rất là vui của các nghệ nhân. Thế và cái cây tùng la hán thì như thế này là cái cây tùng phải hàng trăm năm tuổi em ạ, trăm năm tuổi đấy, bởi vì lớn tùng la hán lớn rất là chậm. Em đang đứng một cái tác phẩm cái cổ thụ thu nhỏ mà qua bàn tay của những nghệ nhân tạo tác thì đã mang từ trong Nam ra đấy, với dự triển lãm của mình đấy em ạ. Rất là vất vả. Quy mô của triển lãm rất là lớn đúng không? Đấy, cái sức hút của triển lãm. Và mọi người đến với triển lãm mang những tác phẩm quý. Rất lớn mới có thể... Đúng rồi, vượt hàng ngàn cây số đến với triển lãm ạ. Và chứng tỏ là cái ban tổ chức của triển lãm cũng rất là uy tín, cho nên là đã có thể mời được hội tụ được về đây rất là nhiều các cái tác phẩm sinh vật cảnh có tiếng như thế. Bởi vì mọi người biết đến muốn được về với Phố Hiến, là Phố Hiến Hưng Yên thì cũng yêu cái mảnh đất này, mảnh đất địa danh nhân kiệt này, và cũng muốn có cái sự kiện này nên những tác phẩm quý đến với triển lãm Hưng Yên. Chúc cho tất cả các nghệ nhân, các nhà sinh vật cảnh đến với triển lãm sẽ có được thật nhiều những niềm vui trong mùa xuân mới, và trong cái năm 2023 xuân quý mão này thì sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong những tác phẩm, những đứa con tinh thần của các nghệ nhân. Anh cảm ơn em nhé, em chia sẻ em nói rất là hay. Và em giới thiệu mình một chút, em đang công tác ở đâu mà em nói hay như vậy? Em có phải phát thanh viên truyền hình không? Em là công an. Ồ, thế ở công an mà em nói chuyện như một cái người diễn giả ấy, như một phát thanh viên. Đến được bên đây thấy các bác, các cô, các chú, anh chị truyền cảm hứng. Em thường thấy là các bác rất là tâm huyết với triển lãm này. Đúng rồi. Các bác nói chuyện là các bác phải chuẩn bị cho triển lãm trước đây từ 2 tháng trước. Đúng rồi. Và riêng cái công đoạn để mời được các nhân triển lãm cũng là một công đoạn rất là chu đáo, mới có thể thu hút được hơn 400 tác phẩm. Đúng rồi. Cây cảnh nghệ thuật về với triển lãm. Như thế anh chia sẻ với em một chút là các ban tổ chức phải đi hàng ngàn cây số, hàng mấy ngàn cây số, đi khắp nơi các nhà vườn, có những tỉnh hàng mấy trăm cây số để mời những cái tác phẩm quý về với triển lãm mình. Thế là cái đó là một cái mà ban tổ chức rất là trân trọng những người nghệ nhân làm một tác phẩm, mà cái trân trọng hơn nữa là trân trọng những tác phẩm mà nghệ nhân đã dày công tạo tác. Thì những cái tác phẩm đó không phải là một hai thập kỷ mà tạo tác được, mà có những tác phẩm đấy có tuổi đời hàng trăm năm.
cũng rất là quý, là báu vật của một gia đình cũng như một cái địa phương đó. Ở đây được hội tụ ở trong triển lãm của đấy. Hưng Yên đúng không ạ? Tất cả đây là cái tinh túy về với Hưng Yên em ạ. Anh hôm nay anh cảm ơn em nhé. Khán giả của Bonsai Đắc Huy cũng cảm ơn em. Bởi vì hôm nay thì ngẫu nhiên được gặp em ở đây và có duyên được trò chuyện với em. Và em cũng là người Hưng Yên, người con phố Hiến, yêu sinh vật cảnh. Và đến với có mặt ở triển lãm đây, chắc hẳn là em cũng rất là yêu thiên nhiên và yêu cây đẹp. Anh sẽ chúc em nhiều sức khỏe, xinh đẹp hơn nữa và sẽ yêu thiên nhiên, yêu cây cảnh hơn nữa em nhé. Cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều.